tiết mục vô cùng hấp dẫn của các bạn lớp 23 mang tên Chúa Con. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các bạn lớp 23 nhé. Chú ếch nhỏ, mình ham học hỏi nên mình rất thích đi học, nhưng mình vẫn chưa dự được ai đi học cùng. Các bạn có muốn đi học với mình không? Chào ếch con, bạn đang đi đâu mà vui thế? Chào cá nhỏ, mình đang trên đường đến trường đây, bạn có muốn đi học cùng với mình không? Đi học có gì vui không bạn ếch? Nhờ có nhiều bạn chơi cùng này, được cô giáo dạy nhiều điều thú vị. Bạn có muốn học cùng với tớ không? À, quá! Hay chúng mình dụ thêm các bạn khác cho Thu Đầm lại đi cùng đi. Đồng ý! Các bạn ơi, các bạn đâu rồi? Hay đến trường cùng học vui với chúng tớ nào? Cảm ơn các bạn lớp Honey 3 rất nhiều.